Từng cây được đánh số thứ tự, công việc quản lý vì thế dễ dàng hơn. Trái xoài ngay từ khi còn nhỏ đã được bao lại. Kể từ đó, nhà vườn cũng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón thì ưu tiên sử dụng phân hữu cơ. Thì ở đây chúng tôi sẽ là tổ chức là chuẩn bị cho nông dân cũng như là trao đổi với nông dân một cái cuộc là họp gần đây nhất. Là trước mắt là phải biết làm sao là cách sử dụng thuốc phân. Cái vấn đề thứ hai nữa là cách bảo quản trái. Đó, mình biết là thời gian nào cách ly thuốc và thời gian nào cách ly phân. Rồi cái biết là cái thuốc nào trồng nằm trong cái danh mục cho phép để xuất đi Mỹ hoặc là thuốc nào là hạn chế cấm để không được để sử dụng trên trái. Ông Thực là phó giám đốc hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc. Ông cho biết tất cả các thành viên trong hợp tác xã đều phải sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bà con phải ghi nhật ký đồng ruộng để phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu nông dân muốn trái xoài của mình được xuất ngoại. Phải có cái quy trình ghi chép cho nó cụ thể để người ta theo dõi trong quá trình đó để người ta cập nhật cái thông tin để có gì sau này để người ta lấy cái điều kiện đó người ta xuất qua Mỹ. Hiện nay, hợp tác xã có 114 thành viên, sản xuất trên diện tích 68 hectare. Đây là vùng trồng xoài cát Hòa Lộc trọng điểm của tỉnh Tiền Giang. Để giúp bà con thực hiện quy trình sản xuất một cách có hệ thống theo chuỗi bền vững, Viện Cây ăn quả miền Nam đã kết hợp với Tập đoàn Lộc Trời xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác, cử cán bộ tập huấn hỗ trợ cho bà con. Chúng tôi có dự kiến hợp tác với Lộc Trời trong là tức là mở rộng cái bệnh viện cây trồng ở mức độ là dùng công nghệ thông tin. Thế giờ chúng tôi là có thể chụp đến những cái xuống vườn nông dân mà nếu có trường hợp là có cái bệnh hại xảy ra mà không nắm được thì chụp hình lên gửi thẳng qua Zalo hoặc là app thì chúng tôi có một phần xử lý chuyển trả lời cho bà con nông dân. Thì chúng tôi đã có đưa vào những cái giải pháp giúp cho cái bộ rễ phát triển bền vững tốt hơn, ra được rễ mới thì cây nó sẽ khỏe. Ở bên trên thì chúng tôi sẽ hạn chế những cái giải pháp phun thuốc hóa học và chúng tôi đưa những sản phẩm sinh học, đặc biệt là những sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe cho cây trồng nó bền vững hơn. Sự kết hợp này tạo ra một chuỗi giá trị bền vững cho trái xoài, giúp bà con nâng cao thu nhập khi được người tiêu dùng đón nhận. Thực tế, không chỉ cây xoài, mà các loại cây trồng khác như bưởi, sầu riêng, một khi nhà vườn thay đổi sản xuất, nâng cao chất lượng, thì thị trường luôn rộng cửa.